Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Bán Giá Rẻ. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và bạn một số dòng xe, ví dụ như là GTR này, Exciter 150, 155, MX-Trinh, VinX và Sonic. Đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có em Liên hỗ trợ giới thiệu không? Mời Liên ạ. Hello, xin chào mọi người nha. Liên lại cập nhật giá tay côn cho mọi người nè. Thì bên cạnh Liên đang đứng đây là một em GTR phiên bản màu zin luôn nha mọi người. Thì hiện tại phiên bản này bên Liên đang với giá cực kỳ ưu đãi cho mọi người, đó là 51 triệu đồng thôi nha. Đây, màu zin luôn nha mọi người, đó là màu đen nhám. Thì bạn nào mà cái màu đen bóng á, thì hiện tại nó đã bỏ mẫu rồi. Liên thấy rất là nhiều bạn hỏi Liên cái màu đen bóng luôn. Thì mọi người có thể lựa chọn cái màu đen nhám này, rồi sau này mọi người lựa sơn lại cái màu đen bóng thì nó cũng không cần phải đổi màu cà vẹt nha. Còn và nếu mà hiện tại này lên sơn lên bên Liên cũng lên được luôn, thì nó chỉ thêm có 1 triệu đồng thôi mọi người. Và dòng GTR này là lưu ý là bên Liên là nhập khẩu nguyên một chiếc như thế này luôn, chứ không phải lắp ráp tại đây, nên mọi người yên tâm nha. Và mua những cái dòng xe nhập khẩu như thế này thì bên Liên còn được bảo hành cho mọi người là 1 năm hoặc 10 ngàn cây luôn, nên mọi người yên tâm nha. Đó, nếu mà mua góp thì trả trước tầm 5 triệu là bên Liên hỗ trợ mọi người lên hồ sơ một dòng xe như thế này luôn. Đó, dòng GTR. Rồi. Rồi, lên đây thì Liên sẽ cập nhật ẹt 155 cho mọi người nha. Và hiện tại ẹt 155 bên Liên đang xả mạnh luôn nha mọi người. Đó là với giá là đây, như cái phiên bản này là phiên bản kỷ niệm 60 năm của dòng ẹt 155. Bây giờ Liên báo là báo chung giá đi, tất cả luôn, khóa thông minh bên Liên đang xả với giá là 44 triệu đồng. Còn đối với khóa thường là xả với giá là 41 triệu nha mọi người. Nói chung tất cả luôn, trừ phiên bản xám bánh đỏ thôi. Thì hiện tại chỉ có phiên bản xám bánh đỏ là bên Liên đang với giá là 47 triệu. Còn tất cả các phiên bản luôn, từ phiên bản giới hạn nè, kỷ niệm 60 năm hay tất cả các màu mới về luôn, thì bên Liên đang xả với giá khóa thường là 41 triệu và khóa thông minh là 44 triệu. Mọi người giúp lưu ý giúp Liên nha. Đây, một phiên bản kỷ niệm 60 năm màu zin hoàn toàn luôn nha mọi người, từ bánh mâm tới màu sơn vàng áo gì đó, màu zin luôn. Mọi người lên kiểm tra xe thoải mái luôn. Cái này là số lượng còn nhiều và bên Liên đang chạy chương trình cho ẹt trên bên Liên xã nha mọi người. Xe vẫn hoàn toàn nguyên zin cho mọi người luôn và bảo hành chính hãng là 3 năm hoặc 30 ngàn cây, không phải quay ngược lại bên Liên bảo hành nữa. Rồi, kế bên đây là có một em màu đen bóng nè mọi người, được thêm viền xanh nha. Mẫu này là mẫu màu mới của 2023 luôn đó. Đó. Con này giá cũng là... Dạ đúng rồi anh, bên em xả đồng giá luôn. Đó là khóa thông minh, cứ khóa thông minh là 44 triệu, còn khóa thường là 41 triệu, trừ màu sơn thôi. Nếu mà như màu sơn như thế này nè, thì lên từ em khóa thường thì nó cộng thêm 1 triệu đồng giúp em nữa thôi, là 42 triệu. Đó. Màu sơn thì mới phải cộng thêm, còn cứ màu zin là 44 triệu và 41 triệu thôi anh. Rồi, như đây là một cái màu trắng phiên bản không anh. Cái này là phiên bản màu mới, còn màu giới hạn nó sẽ không có cái tem xanh này. Con này nó vẫn... Bác Edison này. Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cái màu mới nè, nó là bản 2023 thì nó có thêm mấy cái tem này nè. Dạ đúng rồi. Nó sẽ có tem này thêm. Đây, một phiên bản giới hạn bên đây nữa nè mọi người, là màu xám xanh nè. Rồi xanh GB, xanh GB nè. Mấy cái này thì giá bằng luôn à? Dạ đúng rồi. Bên em là xả là chung luôn, chỉ có riêng cái xám bánh đỏ là nó cao hơn thôi, thì nó là 47 triệu. Còn như mấy cái phiên bản này là bên em xả bằng giá luôn, bằng giá cho mọi người luôn. Tháng trước thì bên em chạy Vario 160, còn tháng này bên em sẽ chạy ẹt cho mọi người nha. Mỗi tháng thì bên em sẽ chạy một dòng xe cho mọi người. Và hiện tại nếu mà mọi người mua góp thì trả trước tầm 5 triệu đồng là được rồi, 4-5 triệu cũng được. Rồi đem theo đúng duy nhất là căn cước công dân là bên Liên hỗ trợ mọi người rồi. Và đặc biệt lãi suất cực kỳ thấp luôn nha mọi người. Đây, như những cái màu sơn như thế này nè mọi người, thì mọi người mới phải cộng thêm cho bên Liên 1 triệu đồng thôi nè. Thì mọi người có thể thoải mái là lựa chọn màu sơn, mọi người có thể kết hợp tem như thế nào và màu như thế nào, thì bên Liên sẽ theo ý mọi người lên theo yêu cầu luôn nha. Đó, bên đây có thêm màu mới nè mọi người, màu cam đen nha. Cam đen này là mẫu màu mới 2023 luôn á mọi người. Đó, đặc biệt hiếm hàng luôn. Rồi, xanh lính đó nè. Đây, mẫu giới hạn luôn, nói chung là bên Liên xả luôn. Như cái xe này cũng đang với giá là 44 triệu thôi mọi người. Rồi, qua đây có MX-Trinh nè mọi người. MX-Trinh thì hiện tại bên Liên đang với giá là 44 triệu đồng cho mọi người nha. Bên Liên đầy đủ màu luôn, đỏ đen nè, rồi xanh đen nè. Đó, đầy đủ cho mọi người luôn, 44 triệu đồng, trả trước tầm 3-4 triệu là được rồi. Đó, ẹp 55 màu xanh cổ vịt, mẫu màu mới luôn, xanh bạc luôn nha mọi người. Đó, bên Liên cũng đang xả cho mọi người luôn, 44 triệu đồng. Rồi, mô tô đi. Dạ. Rồi, hai dòng mô tô đặc biệt cho mọi người luôn, đó là CBR nè. CBR thì hiện tại bên Liên đang với giá là
65 triệu đồng trả lộn giảm thêm 2 triệu cho mọi người là còn 63 triệu nha. Còn đối với R15 thì hiện tại đang với giá là 64 triệu giảm thêm 2 triệu cho mọi người là còn 62 triệu nha. Trả trước tầm 10 triệu là được rồi nè. Và tất cả các dòng xe luôn bên Liên xã, nhưng mà khi mọi người lên mua xe có liên hệ với Liên, Liên sẽ còn tặng thêm cho mọi người là 1 triệu đồng nữa. Mọi người có thể nhận tiền mặt hoặc giảm trực tiếp vào xe cũng được nha. Và rất là nhiều ưu tặng quà đại của cửa hàng nữa. Rồi, vô đây thì có Winner V3 cho mọi người nè. Thì hiện tại một cái dòng xe Taycan mà giá tầm trung và thấp nhất thì phải nói là Winner V3 là nó đang là đỉnh nhất rồi nha mọi người. Thì hiện tại giá của em nó đang là 32 triệu 500 cho phiên bản phanh thường. Còn đối với phiên bản mà phanh ABS á, thì đang với giá là 35 triệu 500. Và những cái màu sơn thì cao hơn đúng 1 triệu đồng giúp Liên thôi. Tất cả các màu là bên Liên có sẵn luôn, từ phiên bản HRC này hay bạc nè. Nói chung là bên Liên đầy đủ phiên bản màu zin. Nhưng mà hôm nay là bên Liên trưng cái màu độ lên cho mọi người để quay YouTube cho nó nổi nha mọi người. Còn màu zin thì bên Liên vẫn có bên kho nha. Bạn nào mà hết màu zin nào mà có muốn coi thêm xe thì có thể nhắn tin cho Liên, Liên sẽ gửi mẫu cho mọi người xem. Đó, màu xám đen nè, đỏ đen hay trắng, đen xanh rồi xanh xi măng, xanh candy nè, nói chung tất cả các màu bên Liên đều độ lên cho mọi người. Còn qua đây thì có Sonic nè mọi người. Sonic thì hiện tại bên Liên còn hai mẫu màu zin này luôn nha mọi người. Đó là trắng đỏ mâm đen và trắng đỏ mâm đỏ luôn. Thì hiện tại Sonic bên Liên đang với giá là 55 triệu đồng cho mọi người. Còn màu sơn nè mọi người, màu sơn thì bên Liên có một chiếc màu đỏ candy thì đang với giá là 56 triệu nha. Mua Sonic thì trả trước tầm 8 triệu giúp Liên là được rồi nè. Vào đây thì có thêm hai em Sachi. Thì Sachi bên Liên cũng đang được giảm cho mọi người luôn. Thì hiện tại Sachi Việt á, thì bên Liên đang với giá là 47 triệu đồng thôi. Còn Sachi nhập là 51 triệu 500 nha mọi người. Đó, dòng Sachi thì bên Liên... Dạ, Sachi thì trả trước tầm 5 triệu là bên Liên hỗ trợ góp rồi được. Rồi nè, cực kỳ nhiều dòng xe luôn. Xuống bao vài con Vision luôn. Dạ, hiện tại Vision bên em đây, như Vision này là phiên bản tiêu chuẩn, là phiên bản thấp nhất luôn. Đó là đi khóa chìa nha mọi người. Mẫu này là mẫu mới nhất của 2023 luôn, màu đen bóng. Thì đang với giá là 31 triệu đồng thôi mọi người. Còn như bên cạnh đây thì có phiên bản thể thao nè. Thì hiện tại phiên bản thể thao này bên em đang với giá là 37 triệu. Còn kế bên thì nó có phiên bản cá tính màu đen nhám. Thì đang với giá là 36 triệu 500 nha mọi người. Rồi như bên cạnh đây thì xuống đây thì có thêm mẫu cao cấp nè mọi người. Cao cấp thì hiện tại đang với giá là 32 triệu 500 nha. Rồi đây là những cái màu mà bên Liên độ lên nè. Thì nó sẽ cao hơn 1 triệu. Mọi người có thể lựa chọn những cái phiên bản nào thì bên Liên sẽ độ lên cho mọi người nha. Vision ánh tím. Dạ. Vision ánh tím thì đây, như cái mẫu này thì bên em kết hợp thêm cái màu tem cam nè. Còn như ở dưới này thì sẽ có tem trơn cho mọi người luôn nha. Tùy theo sở thích của mọi người nè. Xám tím đen hoặc xám cam tím đều có luôn nha. Đó, cực kỳ nhiều, độ lên từ màu cao cấp nè. Như cái chiếc này là độ từ chiếc cao cấp thì nó đang là 32 triệu 500 cộng thêm 1 triệu đồng màu sơn thôi là 33 triệu 500 nha mọi người. Rồi, ok. Thì đó là giá xe, anh em nào mua những dòng nào thì chịu khó mình liên hệ qua Zalo. Cảm ơn chị và các bạn đã xem clip, xin chào và hẹn gặp lại.